Xin chào bạn, tôi của ngày hôm nay đã có động lực để khác ngày hôm qua nhiều lắm đấy. Tôi cảm thấy hối tiếc một chút vì ở những ngày trước tôi đã không cố gắng nhiều thêm, mà thực ra là tôi đâu có cố gắng nên tôi không cho phép mình được bao biện cho bản thân mình thêm nữa. Con người chúng ta có những khoảng thời gian cảm thấy như thế là đủ, rồi tự cho mình những lý do để không chăm chỉ làm việc, học tập. Chao ôi, điều ấy thật sự rất sai trái và xấu xa với cái tuổi người ta cần vất vả. Cũng may là tôi của ngày hôm nay đã kịp đánh thức chính tôi của ngày hôm qua. Bạn này, mỗi lúc bạn cảm thấy chùn chân, nản chí về những khó khăn trước mắt, hay có những thời điểm bạn thấy xung quanh mình chỉ toàn là đổ bể và thất bại, xin bạn hãy tự tin chính bạn thêm một lần nữa, rồi cố gắng thật nhiều để làm lại từ đầu. Bạn đừng sợ sai, đừng sợ phía trước công việc chất cao như núi, bài vở nhiều ơi là nhiều. Bạn biết không, nhiều người ấy, người ta chỉ sợ là nhìn mãi chẳng ra việc gì để làm, nhìn mãi chẳng thấy bài nào để học thôi. Tuổi trẻ mà, không vất vả bây giờ thì đợi đến bao giờ? Sống nhiều khi thong dong và vô tư quá cũng khiến cho chúng ta có cảm giác chênh vênh nhiều lắm đấy. Tôi đã xin lỗi chính tôi của ngày hôm qua khi đã để cho bản thân ngơi nghỉ hơi lâu một chút, ảnh hưởng không tốt tới những người xung quanh và làm giảm cả động lực của chính mình. Nhưng tôi của ngày hôm nay sẽ tiếp tục là tôi mạnh mẽ, dù vất vả, gian khổ thế nào cũng sẽ không lùi bước. Có rất nhiều thứ đã hy sinh, sức lực và thời gian, không thể nào để cho nó tan vỡ hay bản thân mình dừng bước được. Cảm ơn tôi của ngày hôm nay đã suy nghĩ được điều này. Suy nghĩ ấy sẽ biến thành nguồn động lực để tôi bước đi mạnh mẽ hơn. Xin cảm ơn cuộc đời diệu kỳ đã cho tôi luôn tin tưởng chính tôi. Và bạn cũng phải thế nhá. Dẫu ngày hôm qua có cảm thấy mình hèn kém thế nào, thì hôm nay cũng phải ngẩng cao đầu, tiếp tục mỉm cười, sau đó nỗ lực thật nhiều, bạn nhá. Chúc bạn của ngày hôm nay sẽ là bạn tuyệt vời nhất. Cảm ơn bạn thật nhiều.